Xin được chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn biệt thự được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn biệt thự nhà mình. Cũng như căn biệt thự nhà mình thì nằm sát với lại cầu Bến Phân, giáp danh giữa quận Gò Vấp, chỉ cách quận Gò Vấp một cây cầu Bến Phân thôi. Bên này là thuộc quận 12 và bên kia cầu Bến Phân, đường Thống Nhất là thuộc quận Gò Vấp. Và căn nhà mình thì đang có bề ngang là 8m và chiều sâu căn nhà lên đến 25m. Được anh chị chủ nhà thiết kế là một trệt một lầu. Bên trên mình có mái thái. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, khu nhà rất là sang trọng và rất là cao cấp. Và mình có một con đường trước nhà, chỉ cách đường trục chính, đường Hà Huy Giáp, chỉ khoảng độ 20m thôi. Rất là thuận tiện để mình vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Và mình sẽ chiếu sơ qua cái khu vực ở phía bên ngoài, khu nhà lầu để chúng nhà hàng cùng tham quan cũng như chiêm ngưỡng. Một căn nhà nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân, sát bên là Gò Vấp và chỉ cách Gò Vấp chỉ một cái cây cầu Tô Ngọc Vân thôi. Đây là cái con đường hẻm một trục để dẫn vào căn nhà mình. Và căn nhà này thì đang có hướng là hướng hướng Tây Nam, phù hợp cho cái nhà hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Rồi mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực phía bên ngoài và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một căn biệt thự với diện tích ngang 8m và chiều sâu căn nhà lên đến 25m và được đúc kiên cố là một trệt một lầu. Và căn biệt thự này thì đang có giá là 12 tỷ còn thương lượng mạnh cho khách hàng thiện chí. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem một căn biệt thự và mình có thể để được hai chiếc xe hơi vào bên trong căn nhà mình cũng như gara xe hơi của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa hai cánh được đúc mạ đồng rất là đẹp và mình có một bên để gara xe hơi. Thì khu vực này mình có thể để được hai chiếc rất là rộng rãi và thoải mái. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp. Mình có những cái mái thái trang trí và những cái rèm chỉ trang trí cũng như những cái cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là mát. Đây là khu vực không gian gara xe hơi của căn nhà. Khu vực này thì mình để hai cái rất là thoải mái. Ngoài ra mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy ở khu vực này. Và phía trước căn nhà mình thì mình cũng có thêm một cái khoảng sân ở phía trước này. Thì mình cũng có thể để được xe gắn máy ở khu vực này. Rất là rộng rãi. Một căn biệt thự nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân, phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn biệt thự này thì đang có diện tích là ngang 8m và chiều sâu căn nhà lên đến 25m. Thì được anh chị chủ nhà thiết kế là một bên mình làm gara để xe và một bên thì mình làm phòng khách. Đây là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 80. Phía bên ngoài không gian phòng khách mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Và phía bên không gian phòng khách thì mình sẽ có hai cái cửa sổ để nhìn ra khu vực gara xe của căn nhà. Và căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp. Không gian phòng khách mình có hệ thống đèn chùm. Cũng như toàn bộ nội thất bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là đẹp.
Khu vực cầu thang căn nhà mình thì trụ cầu thang cũng như mặt cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ đỏ, bản nguyên khối, rất là đẹp. Và được anh chị chủ nhà ốp nhựa cao cấp và xung quanh cầu thang cũng như căn nhà mình cao lên kín tường, rất là sạch sẽ. Và di chuyển lại khu vực phía sau thì khu vực này thì mình cũng có thể làm phòng khách thứ hai của căn nhà. Được anh chị chủ nhà đóng sẵn kệ để tivi, và bên trong một chút xíu nữa là khu vực không gian phòng bếp thì mình cũng có một cái kệ để mình để tivi, cũng như khi mình nấu ăn thì mình có thể xem tivi ở khu vực này. Và di chuyển lại khu vực phía sau căn nhà mình thì mình có một cái khoảng giếng trời rộng thông lên phía bên trên để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát. Cũng như đã được anh chị chủ nhà trồng cho mình một cái cây xanh ở khu vực này. Và kế bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh, labo rửa mặt ở phía bên ngoài. Và nhà vệ sinh như thế thì được thiết kế rất là dài. Mình có vách ngăn tấm kính. Và không gian phòng bếp căn nhà mình thì toàn bộ gỗ bên trong căn nhà được làm bằng gỗ đỏ, bản nguyên khối, rất là đẹp. Mình có tủ bếp, kệ bếp và mặt đá hoa cương, đá màu trắng. Căn biệt thự này thì được thiết kế với công năng là gia đình mình có người lớn tuổi thì mình sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt này. Và căn biệt thự này thì được anh chị chủ nhà thiết kế với 4 phòng ngủ chính. Và đã được đợi anh chị thiết kế là 3 phòng ngủ chính thì mình sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong. Có một cái phòng ngủ thì có nhà vệ sinh ở bên ngoài. Để gia đình mình có nhu cầu muốn làm phòng ngủ thì mình làm. Còn nếu nhà mình không có nhu cầu làm phòng ngủ thì mình có thể làm phòng tập gym, phòng thờ, phòng sinh hoạt gia đình, phòng karaoke. Rất là thuận tiện. Đây là khu vực dưới tầng trệt. Mình vừa đi qua một cái khoảng không gian phòng ngủ dưới trệt của căn nhà và phòng bếp cũng như khu vực phòng ăn, phòng khách, nhà vệ sinh ở dưới trệt. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực trên lầu. Mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3 cũng như phòng ngủ số 4. Thì căn nhà mình được thiết kế ốp cầu thang bằng gỗ đỏ. Và phía bên trên này thì sàn nhà mình cũng được lót gỗ. Đây là không gian phòng ngủ phía sau căn nhà, phòng ngủ số 2. Thì căn nhà mình được thiết kế phòng ngủ rất là rộng. Bên trong không gian phòng ngủ căn nhà mình thì được anh chị chủ nhà thiết kế nhà vệ sinh rất là rộng, có cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như khoảng không gian thay đồ và phòng thay đồ và quần tủ quần áo, có hệ thống xông hơi. Đây là khu vực nhà vệ sinh của căn nhà, một cái nhà vệ sinh mà được anh chị chủ nhà thiết kế một cái phòng vệ sinh rất là rộng. Và phía bên ngoài thì có hẳn một cái hệ thống tủ để quần áo, cũng như một cái phòng ngủ rất là rộng và được anh chị chủ nhà thiết kế rất là thoáng và rất là mát. Thì căn nhà này được thiết kế với 4 phòng ngủ thì mình sẽ chiếu lại cái không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 này thì anh chị thiết kế là nhà vệ sinh ở bên ngoài để gia đình mình có nhu cầu làm phòng thờ, hoặc là gia đình mình có nhu cầu làm phòng karaoke thì hay là phòng ngủ thì mình sẽ sử dụng cái toilet rời ở phía bên ngoài này. Cũng được anh chị nhà thiết kế khá là rộng, có hẳn là hệ thống vách ngăn tấm kính và vòi sen tắm massage. Di chuyển lại khu vực phòng ngủ số 4 của căn nhà, phòng ngủ thứ tư này, thì bên trong mỗi phòng ngủ căn nhà mình thì đều có
tủ quần áo, kệ để tivi và toàn bộ là ba phòng ngủ căn nhà mình thì đều có tủ quần áo riêng biệt. Đây là phòng ngủ phía trước căn nhà, mình sẽ có ban công để đi ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng cũng như hóng mát ở phía ngoài. Và hệ thống không gian phòng ngủ số 4 căn nhà, mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng ở phòng ngủ số 4. Nhà vệ sinh căn nhà mình thì được thiết kế rất là rộng, được anh chị chủ nhà ốp gạch đá cao gần như sát đến kín tường, rất là sạch sẽ. Và mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm sát với lại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cách một cây cầu duy nhất là cầu Tô Ngọc Vân, cầu Bến Phân. Và bên này là quận 12 và bên kia cầu là quận Gò Vấp, thuộc phường 16 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì nằm trên một cái con hẻm một trục thuộc đường Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 8 m và chiều sâu căn nhà lên đến 25 m, được anh chị chủ nhà thiết kế cũng xây theo kiểu biệt thự. Và chỉ với giá 12 tỷ còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn biệt thự rất là đẹp này. Thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý nhà đi xem một căn biệt thự để được 2 chiếc xe hơi và có 3 phòng ngủ chính, một phòng thờ cũng như phòng sinh hoạt riêng ở khu vực này. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.